cả nhà thân yêu. Dạ thì cũng như thường lệ, lời nói đầu tiên em xin kính chào tất cả quý vị khán giả, quý bà con, cô chú, bác, quý anh chị, bạn bè gần xa, chị em bà con bên nội bên ngoại, chị em ở trong nhà và chị em ở ngoài luôn he. Em xin kính chúc tất cả mọi người lúc nào cũng gặp nhiều điều may mắn, sức khỏe dồi dào, thân tâm thì luôn an lạc nhé cả nhà. À, cả nhà thân yêu ơi, hôm nay em sẽ cho cả nhà xem mấy cái này đây. Em mới mua về luôn đó cả nhà, mới mua về cái đợt bỏ cái vỏ xuống là quay video clip liền luôn á. Này cả nhà thấy cưng không? Cái này tính ra một hộp như vậy á, thì nó gần 20.000 đồng á cả nhà, 20.000 tiền Việt Nam đồng nghe cả nhà. Tức là cái này là 980 won, thì không biết, như nói chung là gần một đồng á, một đồng bên này thì cho 20 đồng bên Việt Nam đi ha. Cho nó chẳng nha cả nhà, cho nó chẳng. Thì cái ở bên Hàn Quốc này cả nhà, nó có cái ngày này nè, cái ngày 11 tháng 11, tức là cái gì cũng 111 hết trơn á, đâm ra nó làm cái này nè cả nhà, nó làm cái này nó giống như là một cái con số 1 vậy đó, nó làm như vậy rồi nó tặng đây, nó như vậy nè cả nhà. Thì thường á là mấy cái này là em ít khi nào em mua về ăn lắm, nhưng mà hôm nay em mua về giống như là mình làm quà đó cả nhà, mình cho quà. Nói cái này là thấy cưng nè, cái này nó có gắn mấy cái này thấy cưng nè, cái này cũng vậy nè, thấy cưng không? Em mua tới 5 hộp luôn mà, tại vì gia đình em có 5 người, thay vì á mình mua 4 hộp thôi mình tặng cho cha con đó phải không, nhưng mà bản thân mình thì mình cũng tự mua cho mình một hộp để mà mình tặng cho mình luôn. Thì cái ngày 11 tháng 11 này á, là theo em biết á, là người, nói chung là em nghe nói lại không à, là những người mà yêu nhau đó cả nhà, những người mà giống như là trai gái mà yêu nhau á, thì thường mua cái này để tặng cho nhau, giống như là cái gì gọi là tình yêu gì đó không biết nữa. Tại vì cái này giống như là trai gái mà yêu nhau thì tặng quà cho nhau vào cái ngày 11 tháng 11 này, nó có giống như là cái ý nghĩa mà chocolate, là gọi là tình bạn yêu ai, bạn mến ai, bạn mua bạn tặng cho người đó gì đó cả nhà. Chứ thật ra thì cái ngày 11 tháng 11 này thì em chỉ biết là mình thích ai hay làm gì đó là mình mua mình tặng cho nhau thôi, chứ ngoài ra thì cũng không có biết là cái ý nghĩa của nó là gì nữa. Nhưng mà em hỏi người ta đó thì người ta nói giống như là cái ngày 11 tháng 11 nè, bốn con số 1, cái gì cũng 11 hết trơn á, đâm ra người ta lấy cái này người ta tặng, rồi những người mà yêu nhau đó thì người ta mua người ta tặng cho nhau, với trẻ nó là như vậy. Còn riêng em thì em già rồi, nói già rồi cũng 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 mua cũng tặng được mà, đúng không cả nhà? Trời ơi, già thì già chứ, già nó cũng có cái lãng mạn của già chứ. Đúng không? Đâu phải là giới trẻ nó lãng mạn đâu, mình già thì mình cũng lãng mạn vậy. Cái nào em coi cái nào dễ thương nhất thì em cho chồng em nè, cái này dễ thương nhất là cho chồng em nè, còn này là em cho nhỏ con gái em ha, còn cái này cũng dễ thương nữa nè, em sẽ cho thằng con trai út của em đó. Rồi cái này là nó có vẻ hơn là mạnh mẽ, em sẽ cho thằng con trai lớn của em, còn cái này là của em đi ha. Thì em sẽ cho cả nhà coi ở bên trong ha, rồi em mời cả nhà ăn cùng em luôn nha. Nay là ngày 11 tháng 11 nha cả nhà. Thì hồi nãy em đi siêu thị cũng có rất là nhiều người ta mua mấy cái này nè để người ta làm quà đó, thì em không có quay hết tất cả những cái mà chocolate mà để cho cả nhà xem là nó bán những cái gì, những cái gì. Nhưng mà nó tóm tắt lại á, thì nó cũng chỉ bán là cái loại này không à. Tại vì ngày 11 tháng 11 đó thì đa phần là bán những cái cây này nó nhiều nhất. Giống như cái cây này nó giống như là con số 1 vậy đó cả nhà. Nhưng mà có điều người ta gói nó một cái gói bự hay là nhỏ, hay trong đó nhiều hay là ít thôi à. Đây. Thường em ít cái khi nào mua mấy cái này ăn lắm, hầu như là không có mua luôn á, chỉ trừ ra cái ngày 11 tháng 11 thì em mới mua thôi nha cả nhà. Đó. Em mời cả nhà nha. Thì cái này là chocolate nha cả nhà. Chocolate. Lỡ mập à. Ừ. Trời ơi, cái chocolate này nó đắng cả nhà ơi. Cái loại này loại đắng à. Em mua cái này nữa nè.
Cái này là về giống như mình buồn á, thì mình ăn dạo này làm việc nói chung cũng hơi buồn, trời lạnh nè cả nhà, trời lạnh cái muốn ăn hoài luôn vậy đó. Cho cả nhà xem nè. Ồ, nhiều lắm chứ bộ, không phải là ít đâu nghe cả nhà, nhiều lắm luôn á. Cái này là một đồng mà cũng tính ra nhiều ghê luôn cái này nha. Ồ, nhiều chưa? Ừ. Ngon á. Mua xong mà chưa có cho con đâu, đem vô phòng quay clip rồi ăn luôn. Thì thường á, nói chung ở bên này nó có những cái ngày mà khi mà mình qua bên hàng này rồi mình mới biết ở đâu có cái ngày mà 11 tháng 11 cũng hay hay ha cả nhà ha. Cái ngày 11 tháng 11 này người ta mua chocolate đó tặng cho nhau. Thì cái này cái ngày 11 tháng 11 muốn biết nhưng ý nghĩa nó như thế nào, chỉ cần mình tìm ở trên có Google là nó ra liền rồi cả nhà ha. Chocolate nhiều ghê á, ngon ghê cả nhà. Chocolate em thích ăn chocolate lắm nhưng mà em sợ mập. Mà đằng nào cũng mập sẵn rồi, đúng rồi cả nhà, mập sẵn rồi. Nói chung ốm đẹp mập dễ thương. Cái này là biện minh cho những người mập nè, mập rồi khó xuống. Ngon quá. Dạo này bên Hàn Quốc lạnh mà cả nhà, làm biếng đi ra ngoài đường cũng gần tới nghỉ đông rồi cả nhà. Học không không còn bao lâu nữa là tới nghỉ đông tới à. Nghỉ đông rồi ở nhà ăn ở nhà ấm. Nghỉ đông ở nhà cài IT tiếp. Quay nhiều clip, giờ không biết quay clip gì luôn cả nhà, lâu lắm em không có quay clip. Sẵn dịp hôm nay á, ngày 11 tháng 11 ở bên Hàn Quốc nè, giờ sẵn quay một cái clip với lại cho cả nhà xem mấy cái này luôn. Là ở bên Hàn Quốc nè, ngày 11 tháng 11 là người ta hay mua mấy cái này, là người ta tặng tặng cho nhau, yêu thương nhau, tặng cho nhau. Giờ sẵn đây quay một clip luôn. Khi lâu lắm rồi em không có quay clip đó cả nhà, cả tháng luôn. Tự nhiên làm IT rồi quay, một khi mình đã quay clip á, ngày nào cũng quay hết trơn á, thì tự nhiên ở đâu nó có chuyện gì nó nói, ngày nào cũng nói hết trơn á. Còn giống như mà mình không có quay clip một thời gian rồi á, bây giờ tự nhiên quay một cái clip cái không biết nói gì. Thiệt không biết nói gì luôn á, bé ăn thôi. Cả nhà đợi đi, em có thời gian, em có thời gian không, cả nhà đợi ha, em có thời gian em chia sẻ cho cả nhà nhiều câu chuyện lắm. Mà tại vì á, ví dụ như mình không có thời gian để mà quay cái clip luôn á, tại quay cái clip chia sẻ một câu chuyện xong rồi phải bỏ thời gian ra chỉnh sửa, phải nghe đi nghe lại nữa, rồi phải cắt, phải phải làm từ lưa hết trơn, nó mất nhiều cái thời gian quá. Bây giờ em rất là bận rộn cả nhà ơi. Ủa mà làm gì không hiểu luôn, ở nhà ăn không không mà bận rộn dữ trời, không biết làm gì bận luôn á. Đi học thì tuần học có mấy buổi à, em học đến 12 giờ, đi chợ xong về nhà 1 giờ mấy, 1 giờ mấy lại quay nấu cơm dọn dẹp nhà cửa vậy hết ngày. Buổi tối em làm việc cho IT. Làm việc cho IT tất luôn,
Bữa nào có chồng ở nhà thì không có làm, ngủ sớm. Không hiểu sao bận quá trời bận ta, không biết làm gì bận luôn á cả nhà. Nói thật ra thì làm IT á, nó mất nhiều thời gian dữ lắm luôn á cả nhà. Nói thiệt, nếu mà không làm IT thì nó khỏe rồi, nhưng mà không làm á thì buồn, không biết làm gì. Còn làm á thì nó mất quá nhiều cái thời gian, nó làm cho con người mình bận rộn, rồi mất tập trung, rồi phải siêng năng đi tương tác, mất nhiều thời gian thiệt. Dạ thôi thì hôm nay em cũng xin tạm dừng cái clip tại đây nghe cả nhà, và em cũng xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã bỏ ra cái thời gian quý báu xem hết cái video clip của em nha. Và em cũng xin kính chúc tất cả mọi người nè, như là ngày 11 tháng 11 đi ha, giống như ở bên Hàn Quốc là luôn vui khỏe nè, khỏe mạnh nè, và luôn hạnh phúc nha cả nhà. Và những người yêu thương nhau thì hãy đến được với nhau nha. Dạ thôi thì một lần nữa em cũng xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha, và em cũng xin kính chúc cả nhà lúc nào cũng gọi là vui vẻ nè, thân tâm thì luôn an lạc nha cả nhà. Và đặc biệt một cái nữa thì người người nhà nhà lúc nào cũng có cơm no áo ấm nha. Dạ thôi em xin kính chào tạm biệt cả nhà, và em xin hẹn cả nhà vào cái clip sau vào ngày thứ sáu nha cả nhà. Dạ thôi em xin kính chào tạm biệt cả nhà, bye bye.